Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. 60.000 vé dự lễ Đức Thánh Cha tại Edmonton được giữ hết trong vài phút. Cựu Thủ tướng Úc Morrison khuyến khích các tín hữu đặt niềm tin vào Chúa hơn là vào các chính trị gia. Nhật ký trừ tà số 198, các thánh có chọn chúng ta không? Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Sáu mươi ngàn vé dự lễ Đức Thánh Cha tại Edmonton được giữ hết trong vài phút. 60.000 vé miễn phí để tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày 26 tháng 7 tới đây tại sân vận động ở thành phố Edmonton đã được giữ hết trong vài phút. Edmonton, thủ phủ bang Alberta, là trạng dừng đầu tiên của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm một tuần tại Canada từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 tới đây. Theo báo Toronto Star là ngôi sao Toronto, ra ngày 17 tháng 7 vừa qua, ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cảnh sát các tín hữu đừng mua vé chợ đen, vì có thể đó là những vé giả. Thật là buồn và đáng lo âu vì có những kẻ lợi dụng vé dự lễ miễn phí trong cuộc viếng thăm chữa lành, hòa giải và hy vọng để bán lại. Mặt khác, Hội đồng Giám mục Canada thông báo có những tiến bộ trong cuộc lạc quyên toàn quốc 30 triệu đô la Canada để thiết lập quỹ quốc gia nhằm tài trợ các dự án chữa lành và hòa giải với các thổ dân bản xứ. Quỹ này đã quyên được 4 triệu 600 ngàn đô la Canada tại các giáo phận. Các đơn xin tài trợ trước tiên phải nộp ở Ủy ban giáo phận hoặc địa phương về hòa giải. Chủ tịch ngân quỹ này, tù trưởng Wilton Littlechild nói rằng quỹ hòa giải thổ dân là một cố gắng rất quan trọng để hỗ trợ con đường chữa lành và hòa giải giữa giáo hội công giáo và các thổ dân. Chúng tôi vui mừng vì những tiến bộ đạt được và mong sớm phân phối quỹ này càng sớm càng tốt đối với các dự án trên toàn quốc. Ban giám đốc và điều hành cho biết quỹ này sẽ được quản lý theo những tiêu chuẩn minh bạch nhất dưới sự giám sát của ban, gồm các vị lãnh đạo thổ dân trên toàn nước Canada. Cựu Thủ tướng Úc Morrison khuyến khích các tín hữu đặt niềm tin vào Chúa hơn là vào các chính trị gia. Trong một diễn từ tại Trung tâm Cuộc sống 9 tháng ở Perth, tức nhà thờ ngũ tuần do cựu vô địch quần vợt Margaret Court điều hành, cựu Thủ tướng Morrison khuyến khích giáo đoàn đặt niềm tin vào Chúa hơn là vào các chính trị gia. Chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta không tin tưởng vào các chính phủ, chúng ta không tin tưởng vào Liên Hiệp Quốc. Morrison nói như thế trong diễn từ hôm Chủ nhật 17 tháng 7. Chúng ta không tin tưởng vào tất cả những điều này, dù chúng có thể tốt và quan trọng như vai trò chúng thủ diễn. Tin tôi đi, tôi đã làm việc trong đó và chúng quan trọng đấy. Nhưng như một người đã từng ở trong đó, tôi có thể đoan chắc nếu bạn đặt niềm tin của mình vào những điều đó, thì bạn đang mắc sai lầm. Trước hết, những điều đó có thể sai lầm. Tôi rất vui vì chúng ta có niềm hy vọng lớn hơn. Morrison đã tham dự buổi lễ theo lời mời của bà Court để đánh dấu sinh nhật lần thứ 27 của nhà thờ. Cùng tham dự còn có cựu nghị sĩ Đảng Tự do Liên bang Vincent Connolly và cựu thủ hiến Tây Úc Richard Court, là người mà anh trai đã kết hôn với Margaret Court. Trong bài phát biểu kéo dài 50 phút trước cộng đoàn, dân biểu đơn vị Cook đã đề cập tới sự thất bại trong cuộc bầu cử của hai đảng liên minh khi nói với đám đông rằng ông tin Thiên Chúa có một kế hoạch dành cho ông. Các bạn có tin rằng nếu các bạn thua một cuộc bầu cử, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu các bạn và có một kế hoạch cho các bạn không? Tôi tin, bởi vì tôi vẫn tin vào các phép lạ. Ông nói như thế trước những tràng pháo tay từ những người đi lễ. Trong phần lớn bài giảng, ông nói về sự lo lắng, được ông định nghĩa là những lo âu hàng ngày mà dầu của Thiên Chúa có thể xoa dịu. Ông nói, tất cả những trạng thái lo lắng này, tất cả các lo lắng này, tất cả các cảm giác này về các hóa đơn đang ập tới, tất cả cảm giác này về sự lo lắng, và rồi dầu của Thiên Chúa, thuốc mỡ của Thiên Chúa xuất hiện trong tình huống này,
và giải thoát các bạn nếu các bạn có nó và nhận được hồng phúc của người. Ông nói thêm, đầu hàng lo lắng là kế hoạch của Satan. Chúng ta không thể để những lo lắng này phủ nhận chúng ta điều đó. Đó không phải là kế hoạch của người, đó là kế hoạch của Satan. Ông đã đưa ra sự phân biệt giữa lo lắng và bệnh tâm thần khi nói rằng bệnh tâm thần có các nhân tố rất thực như các vấn đề sinh học và hóa học não cần được điều trị lâm sàng chuyên nghiệp. Cuối bài phát biểu của Morrison, Koch bước lên sân khấu nói với cộng đoàn, Chúa chắc chắn dành một cuộc sống cho bạn sau chính trị. Nhật ký trừ tà số 198. Các thánh có chọn chúng ta không? Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 198. Do Saints Choose Us? Nghĩa là Nhật ký trừ tà số 198, các thánh có chọn chúng ta không? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Cô Kê đã bị quỷ ám. Cô được cha mẹ ruột của mình hiến dâng cho ma quỷ. Một người là phù thủy và người kia là theo đạo Satan. Sự nuôi dạy của cô rất tàn bạo, bao gồm thói quen dùng ma túy từ mẹ cô và những cuộc cưỡng hiếp liên tục của những người đàn ông. Cha mẹ ruột đều chết rất trẻ. Cuối cùng, Kê đã được một người đàn ông tốt bụng là một tín hữu công giáo sùng đạo nhận làm con nuôi. Sau khi giới thiệu cô với các bí tích công giáo và chứng kiến các triệu chứng của cô, ông ấy nhận ra rằng cô Kê đã bị quỷ nhập. Ông đưa cô đến một nhà trừ tà. Trong quá trình giải thoát, nhóm trừ tà đã rất ngạc nhiên khi Kê nói rằng một người tên là Agape xuất hiện và đang giúp đỡ cô ấy. Kê không biết Agape là ai. Và hầu hết cả nhóm trừ tà cũng không biết. Kê nghĩ rằng Agape là một thiên thần. Khi cô ấy xuất hiện, cô ấy được bao quanh bởi một luồng sáng lớn. Chỉ sau khi cô ấy tự nhận mình là Agape, Kê mới nhận ra đó là con người. Sau khi nghe Kê mô tả về Agape và thực hiện một số nghiên cứu, nhóm trừ tà nhận ra rằng cô ấy đang mô tả thánh Agape, một trinh nữ tử đạo ở thế kỷ thứ tư. Thánh Agape cũng mồ côi từ nhỏ. Cô và hai chị gái của mình đã sống đời khiết tịnh dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Seno. Họ từ chối một số lời đề nghị kết hôn. Họ đã từ vì đạo dưới thời hoàng đế Diocletio. Kê phải chịu đựng những cuộc tấn công thể xác của ma quỷ, cũng như những cuộc tấn công tình dục lặp đi lặp lại của những người đàn ông. Nhiều người trong số họ bị ma quỷ soi dẫn. Những người đàn ông này vô tình là tay sai của Satan đang cố gắng tấn công tình dục hoặc quyến rũ cô ấy, bao gồm cả việc dụ dỗ cô ấy bằng ma túy bất hợp pháp. Trong những khoảnh khắc bị cám dỗ và bị ma quỷ tấn công, Agape xuất hiện và thì thầm vào tai Kê những thông điệp đặc biệt về ân sủng. Khi thánh Agape xuất hiện, cô thường thấy những con quỷ rời đi. Thánh Agape là vị thánh hoàn hảo và là người cầu thay nguyện giúp cho Kê khi Kê là mục tiêu của các cuộc tấn công dữ dội của ma quỷ. Sự hiện diện và lời cầu bầu của thánh Agape là rất nhiều, rất cần thiết. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì sự giúp đỡ của vị thánh này. Nhiều khi chúng ta nuôi dưỡng lòng sùng kính đối với một vị thánh cụ thể vì nghĩ rằng chúng ta đã chọn vị thánh đó. Nó có thể là ngược lại. Có thể bởi ân sủng của Thiên Chúa, một vị thánh cụ thể đã được chọn cho chúng ta. Trong tương lai, khi chúng ta bắt đầu các buổi trừ tà hoặc đơn giản là bắt đầu cuộc sống hàng ngày, có lẽ chúng ta phải bắt đầu bằng cách hỏi Chúa xem vị thánh nào đã được chọn cho chúng ta. Thank you.
xuống mồ. Bao nhiêu công tích lũy một đời cũng trở thành mây khói mà thôi. Ngày người hỡi hãy nhớ lấy phận người đã vào đời rồi có ngày ra đi. Chờ chi trong cơn đam mê, mau tỉnh thức nhé bước đi trên đường về. Đời trần gian như thoáng mây bay, hoa động nỗi sớm nở tối tàn. Nước mắt đã thấm hết cuộc đời, bao khổ sâu chất đầy trắng. Trên đường về thì người ơi lo tích lũy làm chi.
đợi chờ chi trong cơn đam mê, mau tỉnh thức nhẹ bước đi trên đường về. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.